Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Công an thành phố tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, không để xảy ra tiêu cực, sách nhiễu, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là chỉ đạo của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 6. Dự hội nghị còn có các đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 8 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức rộng khắp và trở thành hoạt động văn hóa xã hội rộng lớn, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng ở khu dân cư. Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Nhân dân các dân tộc luôn đồng thuận, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp các ngành phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 20 năm qua, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã vận động nhân dân hiến trên 1,4 triệu mét vuông đất, trên 96.300 ngày công lao động làm đường giao thông, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 89.300 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 85,6%, 712 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 74,4%, và 6 phường, thị trấn đạt danh hiệu phường, thị trấn văn minh đô thị, đạt 50%. Toàn tỉnh có một đơn vị cấp huyện, 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả, sự đóng góp quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian tới, đồng chí đề nghị chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn liền với xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh vào chiều ngày 23 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Lai Châu. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía lãnh đạo thành phố Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố Lai Châu. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quốc phòng an ninh được đảm bảo.
trong đó hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách du lịch đến với thành phố đạt 107.030 lượt người, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất nông nghiệp được duy trì và đảm bảo khung thời vụ. Tổng đàn gia súc đạt 16.474 con. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 258 tỷ đồng. Hướng dẫn nhân dân tiếp tục chăm sóc trên 963 ha chè hiện có. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 57 tỷ 804 triệu đồng. Thành phố Lai Châu cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn hai xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, kịp thời giao dự toán vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện. Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên tổ công tác, đại diện lãnh đạo thành phố Lai Châu và các phòng ban chuyên môn tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Các giải pháp triển khai các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước khi làm việc với lãnh đạo thành phố, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên tổ công tác đã đi kiểm tra thực địa một số địa điểm triển khai các dự án, như khu vực dự kiến thu hút đầu tư dự án chăn nuôi lợn, khu dự kiến quy hoạch điểm giết mổ gia súc tập trung xã San Thàng, dự án phát triển quỹ đất khu 2B, phường Đông Phòng. Sáng ngày 23 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương các gia đình tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu luôn xác định công tác vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh luôn quan tâm tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như xây dựng gia đình 503 sạch. Các hoạt động phong phú đa dạng như hội nghị, hội thảo tuyên truyền, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, truyền thông cộng đồng. Nội dung tập trung vào các chủ đề về gia đình, vai trò của người cha, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Từ các hoạt động đã tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần gắn kết mọi thành viên gia đình luôn sẻ chia vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Tại buổi gặp mặt, đại diện các gia đình đã chia sẻ về những kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ phát động. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khen thưởng biểu dương 15 gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Thời điểm này đang là cao điểm của mùa mưa lũ, thời tiết biến đổi thất thường, mực nước suối không ổn định, khó khăn trong việc chăm sóc bảo vệ đàn cá nước lạnh, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn. Trước tình hình đó, thì Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường đã chủ động xây dựng phương án phòng chống lũ, lũ ống lũ quét, kiểm soát mực nước ra vào các bể cá để đảm bảo không có thiệt hại xảy ra. Được xây dựng từ năm 2021, trang trại nuôi cá tầm của ông Lê Kim Sơn ở bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường có quy mô chăn nuôi hơn 20 bể cá, diện tích 1 hectare với khối lượng hơn 1 tấn cá giống nước lạnh có vị trí nằm sát cạnh dòng suối Hồ Thầu. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mùa mưa lũ, trang trại đã chủ động gia cố lại các khu vực trọng yếu, kiểm tra, quét dọn, vệ sinh hệ thống nước đầu vào đầu ra thường xuyên để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh. Trang trại chúng tôi đây về mùa mưa lũ này thì phải chú ý, khi mưa to thì phải lên đầu nguồn để mà che chắn lại cho nó bớt cái nguồn nước nó về, nó tránh tràn ao. Và cũng không nên để nhỏ quá thì nó lại cạn nước, nó thiếu oxy thì cũng không được. Thế nên là phải điều hòa làm sao cho nó mực nước nó vừa phải. Nhằm hạn chế thiệt hại cho các hộ nuôi cá sau mỗi trận mưa lũ, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn bà con củng cố, tu bổ và kiểm tra bờ ao, bờ cống, chủ động xả nước trong ao, đề phòng tràn bờ, rắc vôi để ổn định độ pH, giảm độ đục. Ao cá ở các vùng trũng dễ bị ảnh hưởng mưa lũ nên tiến hành thu hoạch trước. Thường xuyên đi vào các nhà dân để tuyên truyền và để tránh những rủi ro do thiên tai lụt bão gây ra để cho bà con yên tâm phát triển kinh tế.
Hiện nay trên địa bàn xã Hồ Thầu có trên 5 trang trại nuôi cá tầm lớn được đầu tư xây dựng tại các khu vực địa hình phức tạp, ven sông suối, độ dốc cao, hẹp, nước chảy xiết. Khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn lũ quét. Do vậy, cấp ủy chính quyền luôn chủ động tuyên truyền các hộ dân nuôi cá, các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Ngay vào đầu mùa mưa lũ năm 2003, thì ban chỉ huy xã đã tiến hành họp và phân công các thành viên trong ban chỉ huy xuống các bản để tập trung tuyên truyền các phương án cũng như các biện pháp trong công tác phòng chống thiên tai mà khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt là trên địa bàn xã thì có vùng nuôi cá nước lạnh, thì xã đã tăng cường công tác tuyên truyền đối với các chủ nuôi cá nước lạnh trên địa bàn xã để chủ động các tình huống đối phó để nhằm giảm thiểu thấp nhất khi có tình huống xảy ra đối với nuôi cá nước lạnh trên địa bàn xã. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp, sẵn sàng các phương án ứng phó trong mùa mưa lũ, người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã đã biết cách khắc phục khó khăn, yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng đàn cá nuôi, góp phần phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trong huyện Tam Đường, phát triển bền vững. Thưa quý vị, huyện Mường Tè được biết đến là huyện biên giới khó khăn của tỉnh với nhiều dân tộc ít người, cũng như là địa bàn có nhiều người dân theo đạo. Trong những năm qua, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng đồng bào có đạo, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới và phát triển của địa phương, huyện Mường Tè đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp, trong đó thì chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, từ đó tạo niềm tin nơi đồng bào dân tộc theo đạo, tin theo Đảng và nhà nước. Tà Tổng là xã vùng cao khó khăn của huyện Mường Tè. Xã có trên 1.330 hộ dân sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Hoạt động tôn giáo diễn ra ở tất cả các bản của xã với 16 điểm nhóm sinh hoạt theo hai hệ phái. Với đặc thù khó khăn, địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tại các điểm sinh hoạt tôn giáo. Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cả trong và ngoài nước kích động tuyên truyền, lôi kéo để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc tôn giáo để hoạt động chống phá đảng, chính quyền với nhiều phương thức chiêu trò khác nhau. Nổi lên là các hoạt động đăng tải, phát tán các video clip trên không gian mạng để truyền bá tà đạo, nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Và đã có nhiều người dân trong xã bị ảnh hưởng cũng như tin theo, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Trước những yếu tố phức tạp đó, Công an xã Tà Tổng đã tham mưu Công an huyện, cấp ủy chính quyền xã ra mắt hai mô hình điểm sinh hoạt tôn giáo thuần túy đảm bảo an ninh trật tự tại hai bản. Việc ra mắt mô hình nhằm phát huy vai trò sức mạnh của quần chúng nhân dân. Công an xã đã tham mưu cho ban chỉ đạo tôn giáo xã xuống cơ sở để tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà đặc biệt là tuyên truyền về các luật tín ngưỡng tôn giáo cần phải thực hiện tốt. Từ đó thì cũng gần gũi để cho đồng bào hiểu và một số các nội dung quan trọng và những cái gì đó nó không phải bị các thế lực thủ đoạn mà tuyên truyền nhẹ dạ cả tin, thì nhân dân cũng đã nhận thức được và đến bây giờ cơ bản là ổn định. Với ba tôn giáo chính đang hoạt động, huyện Mường Tè có 871 hộ, 4.883 khẩu tham gia sinh hoạt tôn giáo tại 22 điểm nhóm. Xác định thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần ổn định an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Cùng với đó, thông qua các chính sách đầu tư hỗ trợ của nhà nước, huyện Mường Tè đã quan tâm hỗ trợ đảm bảo các chế độ chính sách, cây trồng vật nuôi để bà con tại các xã biên giới khó khăn, đồng bào theo đạo, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện cũng xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà cái vấn đề về an ninh tôn giáo đấy thì vẫn có một cái số cái yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tin, có cái niềm tin tôn giáo thì phải là cái niềm tin tôn giáo chính thống được nhà nước cho phép. Với việc tích cực tuyên truyền pháp luật của nhà nước tại các điểm nhóm theo đạo cũng như làm tốt công tác quản lý, mà đến nay huyện Mường Tè có 2 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo được đăng ký sinh hoạt tập trung. Các điểm nhóm đạo sau khi đăng ký hoạt động đều hướng dẫn người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động tôn giáo. Để bà con không đi theo thì mình cũng phải
cố gắng hết sức tuyên truyền cho bà con để biết là cái đấy là cái tàn đậu không được nhà nước công nhận. Đấy, sau là đi theo cái đấy thì sau này sẽ khó khăn cho bà con. Thì bà chất sự của điện nhóm chúng tôi thì cũng đã cố gắng hết sức động viên. Thông qua công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác vận động, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng đồng bào có đạo trên địa bàn huyện Mường Tè cơ bản được giữ vững. Đồng bào dân tộc thiểu số có đạo càng thêm tin vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế xã hội, góp sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm vì nhân dân phục vụ, trong những năm qua công tác cải cách hành chính luôn được công an thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, công an thành phố đã có nhiều giải pháp để phục vụ nhân dân tốt hơn. Và mới đây, công an thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính với lực lượng công an thành phố. Qua đó đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng cải cách hành chính của đơn vị. Hiện nay, công an thành phố tiến hành giải quyết thủ tục hành chính trên 7 lĩnh vực với 43 thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân trong quá trình liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, công an thành phố còn có nhiều giải pháp để thực hiện cải cách hành chính như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, xây dựng hệ thống một cửa thí điểm tại hai phường Đoàn Kết, Tân Phong, đi lưu động tại các tổ dân phố, bản. Đặc biệt, từ đầu tháng 4, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch 75 ngày đêm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Công an thành phố đã lập các điểm cố định, lưu động tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã, phường, làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Qua đó nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao từ nhân dân. Tôi thấy lực lượng công an làm việc rất là trách nhiệm, nghiêm túc, tận tụy với nhân dân. Và từ khi mà có công an chính quy về các xã phường thì tôi thấy là tình hình cái trật tự an ninh được ổn định. Thế và nhiều cái hoạt động của nhân dân thì là yên tâm hơn trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Vì vậy, Công an thành phố Lai Châu đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tạo diễn đàn dân chủ, lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân về tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Tại hội nghị, đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp chính đáng mang tính xây dựng, qua đó giúp cán bộ chiến sĩ công an thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phục vụ nhân dân. Tổ chức cái hội nghị mà lấy ý kiến nhân dân về cái quản lý hành chính, trật tự xã hội và cái đề án 06, cái số định danh của làm căn cước công dân thì tôi thấy là như cái này là như chúng tôi là đã được đi nghe và được cơ quan đơn vị là trả lời trực tiếp những vấn đề mà vướng mắc để chúng tôi tiếp thu, sau đó là về tuyên truyền lại bà con nhân dân ở nơi mình chung sống để làm sao cho mỗi người dân đều thực hiện tốt quyền lợi nghĩa vụ của mình đối với pháp luật nhà nước. Xác định việc lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu, động lực trong thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến tham gia của nhân dân đều được công an thành phố tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa công tác phục vụ trong thời gian tới. Đồng thời, công an thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, không để xảy ra tiêu cực, sách nhiễu, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tổ chức hội nghị đối thoại với các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính cũng giúp cho lực lượng công an thành phố Lai Châu cũng sẽ nắm được những cái khó khăn vướng mắc và những cái hạn chế, những cái bất cập hiện nay trong cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính có liên quan đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Thì qua đó thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra được các cái giải pháp để cho cơ quan và doanh nghiệp và nhân dân để nắm bắt được rõ hơn và đồng thời là cũng thực hiện được thuận lợi hơn để góp phần cho cái việc mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói chung và cái nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn và cái công tác phòng chống tội phạm
trên địa bàn thành phố Lai Châu. Trên cơ sở tổng kế hoạch vốn năm 2023, đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gần 882 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đến các đơn vị, dự án theo quy định. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, các ngành địa phương mới thực hiện giải ngân được trên 187 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 đến các đơn vị thực hiện. Ban hành kế hoạch hỗ trợ huyện Phong Thổ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố bám sát các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn các đơn vị và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Là địa phương lấy nông nghiệp là hướng đi chủ đạo trong phát triển kinh tế, thời gian qua chính quyền của xã Phăng Xô Linh, huyện Sìn Hồ tuyên truyền định hướng cho người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, lựa chọn cây con có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó thì vấn đề bảo vệ môi trường, hạn chế những tác động đến thiên nhiên, môi trường xung quanh cũng được chính quyền xã quan tâm. Mô hình nuôi lợn nái kết hợp nuôi gà và vịt thịt của gia đình chị Tần Soang Mẩy ở bản Phăng Xô Linh đã và đang phát huy được hiệu quả kinh tế cao. Đàn lợn và gà vịt của gia đình sinh trưởng phát triển rất tốt. Để làm được điều này, bên cạnh việc chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình chăn nuôi luôn được gia đình chị quan tâm. Chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ. Để đảm bảo vệ sinh để cho cái đàn lợn, đàn gà để phát triển tốt thì tôi thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để không gây dịch bệnh cho đàn gia súc của mình. Xã Phăng Xô Linh, huyện Sìn Hồ hiện có trên 440 con trâu bò, hơn 1.200 con lợn và hàng nghìn con gia cầm. Với một địa phương lấy nông nghiệp là hướng đi chủ đạo để phát triển kinh tế, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với các đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá hiện trạng, tác động của ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chăn nuôi để có biện pháp xử lý khi phát hiện cơ sở gây ô nhiễm. Đồng thời, khuyến khích người dân chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng đàn của xã, cũng như thiệt hại về kinh tế của mỗi hộ dân. Làm tốt công tác phát triển đàn gia súc mà không bị dịch bệnh ấy, thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân, khuyến khích bà con nhân dân là đưa trâu bò cũng như lợn các thứ về chúng tôi tiêm phòng hàng năm theo đúng định kỳ. Trên cơ sở đó thì làm tốt công tác tuyên truyền vận động thì hiện tại là bà con nhân dân cũng đã nâng cao được cái ý thức cũng như là trách nhiệm trong quá trình là đảm bảo vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Đấy, làm tốt như vậy thì hiện tại thì trên địa bàn xã chúng tôi về góc độ là về chăn nuôi thì cũng cơ bản là cũng có nhiều hộ bây giờ là cũng đã gọi là phát triển ngành chăn nuôi thì cũng tương đối nhiều. Việc phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường luôn là một hướng đi đúng mà xã Phăng Xô Linh đã thực hiện trong những năm trở lại đây. Và để giúp nhân dân ngày càng nâng cao nhận thức, có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường, thời gian tới, chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các hộ sản xuất chăn nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Cụ thể, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý các khuyết điểm trên hệ thống lưới điện, đặc biệt là các tuyến đường dây, trạm biến áp. Phối hợp với Ban chỉ đạo, Hội đồng thi trung học phổ thông tại các địa phương kiểm tra, khảo sát, bố trí máy phát dự phòng các địa điểm in sao đề, địa điểm thi, chấm thi. Cùng với đó, công ty cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, tăng cường lực lượng, trực vận hành, ứng trực 24/24 giờ nhằm xử lý kịp thời các sự cố. Thực hiện công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Lai Châu thực hiện đồng bộ các giải pháp để rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa 5 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý tài sản công, tài chính doanh nghiệp, an toàn thực phẩm, đường bộ. Tỷ lệ thời gian cắt giảm trung bình đạt trên 32%, chi phí tiết kiệm được 520 triệu đồng mỗi năm.
qua đó tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Để đạt được kết quả trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. Kế hoạch ra soát, đánh giá thủ tục hành chính, xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung trọng tâm và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở tổng kế hoạch vốn năm 2023, đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gần 882 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đến các đơn vị, dự án theo quy định. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, các ngành địa phương mới thực hiện giải ngân được trên 187 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 đến các đơn vị thực hiện, ban hành kế hoạch hỗ trợ huyện Phong Thổ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố bám sát các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn các đơn vị và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.